Dạ xin mến chào anh chị cô chú quay lại kênh Phú nha. Hôm nay em đi đến quán đồ cũ thì lâu lắm mới đi quay video cho anh chị cô chú xem. Đây thì có khá là nhiều loa bầu để cho anh chị cô chú tham khảo và xem. Thì trước mặt quý vị như chú cũng có thể thấy được ngay là hai cặp loa bầu 301 series 5 nha quý vị anh chị cô chú nha. Em sẽ quay chi tiết nha. Đây quý vị. 301 series 5 thì cái logo là chữ to ấy. Con này thì có giá khá là cao, có 35.200 là cả thuế. Thì đối với hiện tại man thì bây giờ thì nó dao động vào tên 5.500.000 ở gì đó, 5.500.000, 5.800.000 gì đó là giá tại quán, chưa bao gồm cước phí. Thì con này thì mọi vấn đề thì đều là ok, mắt thì là mắt 20 và không có lỗi lầm gì cả. Em sẽ xoay phía sau ra, con này khá là nhẹ, một cái loa 5 cân thôi. Made in Mexico với anh chị cô chú nhé. Đó, anh chị cô chú thấy đây, từng ngón tay em là DJ USA và Made in Mexico. Mọi thứ đều rất là đẹp, long lanh luôn. Đôi này thì em sẽ quay đôi kia luôn. Đôi kia thì nó rẻ hơn một chút, rẻ hơn tầm 2.000, rẻ hơn tầm khoảng tầm 300.000 Việt Nam đồng. Giá thì là giá nên biết cũng quán đấy, chứ em cũng không có bảo giá bậy hay là bảo giá lão hay là đăng giá bán gì cả. Đấy, quý vị có thể thấy được căng và màng loa gân loa thì đều rất là đẹp, rất là long lanh luôn, có tuyệt vời, đẹp lâu lắm mới thấy. Đây có hai đôi giờ chồng nhau luôn nhé, hiếm lắm mới thấy á. Còn đôi bên này là quý anh chị cô chú nhá. Con này 33.000 thì cũng rẻ hơn tí, dao động khoảng tầm 5.500.000 đó một chú. Quay bên trong cho anh chị của chú xem một cái con này luôn nha. Cũng là như nhau thôi, hai thằng này như nhau, thằng này xấu hơn thằng kia một tí tí. Nhắc bên trên cái mặt trên này nó bị đó, quý vị anh chị có thể vừa nhìn video cũng có thể thấy được là cái này nó bị đen, cái này nó đen mà cái này thì nó trắng hơn một xíu. Mà có cái đấy, có đây còn vết treo trần đó. Đây anh chị của chú con này thì cái gân này sao ấy, màu này khác nhau. Mình sẽ coi một cái còn lại xem nó là cái gân sửa hay là gân không sửa. Đây thì người ta không có ghi là sửa gì hết á, thì cũng không biết được là nguyên bản nó có như vậy không. À đúng rồi, một cặp nó như vậy anh chị của chú nhé. Đây, quay lại bên anh chị của chúng coi cái bên này. Ây xa, qua bên này đây anh chị của chúng nha. Bên này thì nó đen đẹp hơn này. À, cũng thế, cái thủy giảng keo trong này nó đẹp hơn tí thôi. Còn cũng màu thế. Đây có hai cặp bầu. Cặp này về Việt Nam rơi tầm 8 triệu đó. Vì cước vận chuyển này, cước bên này nó to á. Nó cồng cành nó to á. Đây, đâu đây mới để quán được cái hôm quay thoải mái vì ở đây nó vắng, cái quầy này tự dưng xong nay vắng rồi á. À, còn tiếp theo này. Phát tách quý vị anh chị chú này. Phát tách thì cũng một cái dòng loa cao cấp. Loa tí vậy thôi chứ mà cũng 1.500.000 một cặp thôi. Có dàn CD combo của thằng Pioneer XCM31 W. Em quay bằng điện thoại nhiều lúc độ hình ảnh nó hơi kém hoặc âm thanh kém tí với anh chị cô chú thông cảm nhá. Con này thì có 30W này, có đầy đủ dây nguồn này, nhưng không có khiển này. Con này không có khiển này. Con này thì có LCD USB iPod chứ không có Bluetooth, đời 2012 anh chị cô chú nhá. Bên này thì có thêm một thằng loa trục trầm của 100W của thằng Boss Acoustic Acoustic 5 Series 3 này. Hay gọi chung là Boss AM đó. Con này thì AM 5 Series 3 đó. 100W 6 ohm, chỉ có trục trầm này không thôi, không có loa con cũng về. Còn một con súp trầm SVK 40 của Yamaha này, con này khá là nặng thôi, em sẽ quay ra phía sau nhé. Con này rẻ đấy, cam vết rẻ thế, 40W sao mà giá có 4.400 là rơi tầm 700.000 thôi.
Còn đây là một cái con bồ câu mon 2 series 3 này. Trước em cũng có gửi hai con về rồi. Con này rồi em không 13. Con này thì chắc còn mấy cái China thôi. Đây sao như của chúng xem này. Phía dưới con này thì nó ở phía dưới. Đúng rồi, chữ Trung Quốc là made in China rồi. Cái dòng này bây giờ là made in China hết, dòng đời mới này. Thế hệ mới này, thế hệ cũ ấy, dòng lúc nãy em quay Porsche 5 á. Thì đang có là Mexico ấy. Cái dòng này thì không có đâu. Đấy, thì tiếp theo là một cái cặp gì đây. Panasonic WFAT75 với kép. Con này thì 160W, khá là đẹp. 80W một chú ở 8 ôm và 160W thì đây là một con giữa kết hợp giữa thằng Panasonic và thằng Ramsa, hai thương hiệu rất là nổi tiếng tại Nhật rồi về trong lĩnh vực âm thanh rồi. Con này thì để anh sẽ xoay phía sau cho viện cho chú xem. Con này rẻ thế, trước đây 2 triệu một cái lúc cọc loa này kiểu tôi chắc là nhắc cái thôi chứ. Con này thì sản xuất tại Trung Quốc thôi. 860W này, 80W với 8 ôm này. Đó. Thì và thì nhìn về hình thức thì rất là đẹp. Thương hiệu Panasonic và Ramsa thì cực kỳ bắt mắt rồi. Và trên này thì xem có gì nữa. Đây có một thằng Bose A kép RCCB 24.200 tầm 4 triệu đó. Còn bên này xem có cái nào để em quay chỉ có chú xem luôn nè. Sony HT29Z con súp trầm này. Điện thoại lớn nét hơn được. Rồi, con này đắt thế. Quý vị thấy con này đắt không? Sony mà nó đắt chứ. Đây 2018 này. 100W 4 kênh và 300W là cực đại 3.1 103 con 4K single tín hiệu 4K có điều khiển có dây nguồn mà cái giá nó có hiện trên chú thôi 10 triệu khủng quá. Đây nên một cặp dây BL này thì cũng trước em cũng mua mấy lần đấy. Dây BL còn cho 1G trước cũng có mấy hay cũng đã mua, em cũng mua Việt Nam mấy con như vậy rồi khủng. Nhưng mà con này thì cặp này cũng khá đắt rồi anh chị ạ. 50W 3 ôm tần số thì 70Hz đến 22kHz, giá thì 11.000 ấy, hiện tại rơi tầm 8 nữa. Cặp cái điện thoại này của em quay từ những ngày đầu em làm em quay YouTube ở trên tỉnh Nghệ An mà tuyết nhiều đến giờ em vẫn còn quay. Những ngày đó cũng nhờ cái điện thoại này mà có sự biết đến của anh chị cô chú, em cũng rất là trân trọng cái điện thoại này, mãi em vẫn sử dụng nó. Cho dù là vẫn có điện thoại khác xưa cua nhưng mà cái này em vẫn dùng. Cả em vẫn quay bằng cái điện thoại này là nhờ nó mà có sự biết đến và quan tâm theo dõi của anh chị của chú. Còn từ mùa đời 1996 nha anh chị của chú, là 1.8 một cặp hành 3 tháng này tại Nhật tại quán này, chứ mua về Việt Nam rồi là thôi đó, vì hàng cũ sách tay. Như anh chị hỏi mua hàng tay này có bảo hành không thì em trả lời luôn ngay là không có bảo hành. Bảo hành thì ví dụ bảo hành bao test một tuần nhớ thì là cá nhân em bảo hành thôi. Chứ còn đối với hàng mà sách mua đã chấp nhận mua sách tay ra khỏi cửa hàng rồi thì ra khỏi nước Nhật của nó rồi thì cái việc bảo hành là coi như là gần như không có ý nghĩa gì hết đâu. Chỉ mình là tăng thêm cái độ tin tưởng vào sản phẩm này vẫn tốt thôi. Chứ còn về cái lỡ rủi ro bảo hành thì gần không có. Còn đây là một cặp Bose 101 RD này. Cái này cũng đắt này, 45W đến 145W đó, 4 ôm, không có năm sản xuất nữa thôi, nhưng mà cái giá của dòng này thì nó là chung rồi. Đây này, đây là 101 MM này, đây là 101 RD này, thì nó giá chung nhau là tầm 2 triệu, từ 8, 2 triệu gì đó. Một cặp 150W, 45W đến 150W, thì nhớ về xưa là em có mua được một cặp là cái vỏ là màu trắng và cái căng là màu đỏ rất là đẹp. Cái đó thì bán đắt hơn những cái thằng khác 500.000 về Việt Nam cách đây mấy năm rồi, cũng lâu quá rồi. Lâu nay em cũng lười đi quay loa đài tại vì cũng thời gian nó cũng
bận bịu hết. Hôm nay thì tiện cuối tuần đưa gia đình đi siêu thị gần đồ cũ này thì ghé vào luôn. Ở bên này thì nó cũng ở cái thành phố bên cạnh chỗ em chứ không phải ở chỗ em nên là cũng ít đi được á. Không phải ít đi được mà ít đi ít ghé vào, em đi qua suốt mà không có thời gian. Đó thì đây là cái quầy loa thì còn rất là nhiều, mà cái loa như này thì em chắc em cũng không quay đâu. Vì từng này thì nó là gà thì rẻ mà, tiền gà thì 3 tiền thóc. Đây có cặp sừng trâu này, sừng trâu này đúng bao nhiêu năm rồi giá nó vẫn không giảm đi. À, giờ này 16.500, 3 triệu, 50 lát, 150 lát. Giá thật. Sau nó sẽ là Made in Mexico nha, cho anh chị của chú. Trước em cũng lấy mấy cặp này về Việt Nam rồi. 161 là mẫu 161 nha anh chị của chú nha. Giá này không hề giảm so với em mới mấy. Giá giảm tầm 4.000 thì nó cũng không 3.000 nhé, không ăn thua mấy. Còn cái quầy bên cạnh này thì có rất là nhiều cái đầu đĩa rồi đầu MD rồi DCD các thứ này. Đường đông DCD 1650 đắt này, 12.1 11 triệu này. Đường đông Sony MSD GA33S này, cái này cũng có nhiều anh chị khá là ưa chuộng. Không có điều kiện mà vẫn đắt, khoảng tầm 5 triệu rưỡi. Còn mấy cái chạy đĩa này thì bạc ngàn, mixer rồi gì. Bạc ngàn chơi máy luôn. Âm ly này. Âm ly thì mấy cái dòng âm ly AV này thì vừa to mà vừa Việt Nam ít chuộng nên là cũng lâu em chả quay để làm gì. Có một số anh chị có đặt quay hoặc là nhờ quay để chọn thì em mới quay gửi riêng đó. Còn ví dụ PMA 1500 thứ thì ok này. Thì lâu này cũng ít anh chị có nhờ đấu với con này. Trước đây cũng nhờ đấu, con này nó nặng quá, 20 mấy cân. Nó giá thì hiện tại nó cũng rơi tầm 8 triệu rưỡi 9 triệu một con. Do giá man thấp thì nó rẻ hơn được tầm triệu mấy đó. Là cũng là mua hàng có là lợi rồi so với thời điểm trước rồi. Ngoài con thì các cái mặt khay nhôm thì còn rất là đẹp, các nụm thì còn rất là long lanh luôn. Đời 2005 nha anh chị cô chú. 140W, 70W, 8 ohm và 140W đối với 4 ohm. BMA 1500AE. Giá mới là 8.000, giảm gần một nửa rồi. Đó thì Maran PM6 100SA rẻ này, cái này thì 3 triệu. Còn Maran PM8100 này thì đắt hơn tí. Thì cũng 4 triệu. Nói chung vậy là rẻ so với thời điểm trước nhiều rồi. Đây thì đồ đạc bạt ngàn luôn. Ra bên này thì súng ngỗng rồi, súng thật đó, súng thật đó. Toàn là giá mấy triệu không à? Đây, mấy loa khủng mà, loa này thôi quay làm gì rất là nặng. Đây AV các loại khủng mà. Đây, có con Luckman L509 FES. Con này trước cái đó mấy hôm có anh nhờ em hỏi giá đấu, nhưng mà nó lên giá tầm này thì bác anh cũng hầu như bỏ cuộc hết. Rồi 2002 nhưng mà nó còn đẹp như mới 90 mấy%. Mà cái con này nó giá đấu nó bán niêm yết 38.500 ở đấy, đấu giá thì nó cũng lên trên 30.000. Nó đang chơi luôn anh chị cô chú này, nó đang chơi luôn này. Đó, kim nhảy nhá. Con này báo giá ở đây thì rơi tầm 60 mấy triệu, trên 60 triệu. Đấy, cái chỗ này là mấy cái này người đang chơi luôn. Đường đông 720SE kia đang chơi kìa. Đó, chơi M4A kìa. Akufei E211 này, toàn là cái đang chơi không á, toàn hàng ngon đó. Cái thì em cũng quay anh chị xem mấy con
Ở đây ồ đây còn thêm hai con này thì em quay nốt nhé. Lắc men lừa là 70 thì cũng 30 triệu rồi. Samsung AU907X thì cũng tầm 18 triệu rồi. Đơn ông DCD SA1 thì cũng 20 man này cũng 35 triệu rồi. Đắt thật. Đó đây toàn là đắt. Đây thì em cũng giới thiệu với anh chị của chủ xem mấy cái mã hôm nay em đi đến quán đục cũ. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh chị của chú trong các video sau. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.